Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 bệnh viện tư nhân và 6 phòng khám được ngành y tế cấp phép khám và điều trị thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế. 3 bệnh viện là Hưng Hà, Phúc Lâm và Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina. Ngoài ra còn 6 phòng khám của tư nhân ở các huyện, thành phố khi người dân đến khám và điều trị sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế. Nhìn chung, các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh này đều đảm bảo về cơ sở vật chất, mặt bằng, đội ngũ y bác sĩ và các thủ tục liên quan. Việc chủ trương của ngành y tế cho phép một số cơ sở y tế và các bệnh viện tư nhân khám bệnh và thanh toán theo bảo hiểm y tế đã góp phần mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là giúp cho người dân không phải chờ đợi trong quá trình khám chữa một số bệnh thông thường, đồng thời có lộ trình để đạt mục tiêu của tỉnh tới năm 2025, phấn đấu có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên một vạn dân.